này năm 1971 tại Ata, Hy Lạp. Thủ môn số 1 và là huyền thoại của đội tuyển Hy Lạp, Antonis Nikopolidis chào đời. Ông khởi nghiệp vào năm 87 tại câu lạc bộ địa phương Ata, trước khi gắn bó cả sự nghiệp với hai câu lạc bộ hàng đầu Hy Lạp là Panathinaikos và Olympiakos. Năm 89, ông chuyển sang đội bóng áo xanh lá mạ và cùng với câu lạc bộ này chinh phục 5 chức vô địch Hy Lạp và 5 cúp quốc gia. Sau 15 năm gắn bó, đến năm 2004, ông chuyển sang Olympiakos và tiếp tục giành được 6 chức vô địch Hy Lạp cùng với 6 cúp quốc gia. Ông giải từ sự nghiệp vào năm 2011. Điểm son sáng chói nhất trong sự nghiệp là chiếc vô địch Euro 2004 khó quên trên đất Bồ Đào Nha. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 46 của thủ môn số 1 đất nước của những câu chuyện thần thoại. Chúc mừng sinh nhật, Antonis Nikopolidis.